Cuộc đua báo cáo thường niên năm 2015 dành cho các doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu khởi động. Những nhà tổ chức hy vọng cuộc đua này sẽ khiến cho các báo cáo thường niên ngày một hấp dẫn hơn, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhiều hơn thay vì vẫn còn nhiều báo cáo mang tính đối phó và phong trào như các năm trước đây. Có một điều dễ nhìn thấy trong các báo cáo thường niên những năm qua là vẫn còn nhiều doanh nghiệp chỉ tham gia cho có phong trào. Chính sự e ngại khi đưa ra những thông tin quá sâu vào báo cáo có thể khiến lợi thế cạnh tranh bị ảnh hưởng, đã ngăn cản các doanh nghiệp chứng tỏ sự minh bạch của mình trước nhà đầu tư. Điểm yếu thứ hai, điểm yếu mà trong một vài năm gần đây thì các nhà đầu tư cũng rất là quan tâm, đó là cái tình hình thực hiện các cái dự án đầu tư, báo cáo về việc thực hiện các cái dự án đầu tư, thì thường các doanh nghiệp thường đưa ra những cái thông tin rất là chung chung. Những cái điểm mà họ hay né tránh đấy là những vấn đề liên quan đến những công việc của ban tổng giám đốc hoặc là hội đồng quản trị, rồi vấn đề đánh giá rủi ro. Là đánh giá rủi ro thì thực ra là cũng có doanh nghiệp có doanh nghiệp không. Thế và một vấn đề nữa tôi nghĩ rất là quan trọng, các doanh nghiệp cũng không hay phân tích, đấy là về định hướng chiến lược, đúng không ạ? Định hướng chiến lược là cũng có thể nói là kế hoạch hành động của cái năm tới thế thôi, chứ còn về cái định hướng chung dài hạn cho doanh nghiệp, họ phân tích những cái được và cái không được là rất là yếu. Trong khi đó, đại diện Ủy ban Chứng khoán cho rằng báo cáo thường niên chỉ là một kênh tham khảo thông tin của nhà đầu tư, bởi hiện nay có rất nhiều quy định buộc doanh nghiệp phải cung cấp các thông tin bất thường, thông tin có liên quan đến cổ đông lớn v.v. Tất nhiên sắp tới các chế tài sẽ theo hướng siết chặt chuyện minh bạch thông tin của doanh nghiệp hơn nữa. Tuy nhiên chưa thể mong áp được tất cả các quy chuẩn quốc tế về những chi tiết cần phải có trong báo cáo thường niên lên doanh nghiệp niêm yết trong nước. Ở cái doanh nghiệp chúng ta gọi niêm yết hoặc là công ty đại chúng, nhưng trên thực tế là cái quy mô của chúng ta nó khác với doanh nghiệp ở nước ngoài, nó rất là bé. Ta làm nó mạnh quá thì người ta sẽ ngại vào thị trường, người ta ngại lên niêm yết. Năm nay tiêu chí chấm giải báo cáo thường niên sẽ khắt khe hơn. Những doanh nghiệp chỉ cần bị nhắc nhở về công bố thông tin hoặc có báo cáo tài chính bị vướng ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đều sẽ bị loại khỏi cuộc đua.